Đây là đường đi vô nhà, vô đất nè. Cà phê thì bao đẹp luôn rồi đó. Tổng diện tích thế này là 1 hectare nè. Nhà cửa điện nước đầy đủ. Này có 400 mét thổ cư luôn. Đây xem cà phê này. Trời, cà phê nó như thế này cơ mà. Thank you.